Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo Các bạn nghe chuyện nữa thấy hay hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha Kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm Mọi người nhớ đón xem, chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện xa xưa rất là hay nha cả nhà Câu chuyện này thì của bác Ba Triều, bác ở Tiền Giang và bác có chia sẻ câu chuyện này xảy ra lâu lắm rồi À, câu chuyện xa xưa kể về một cái ông thầy và à, một cái con quỷ. Và bên trong đó cũng có những cái tình tiết à, cảm động. Thì à, câu chuyện này à, bảo đặt tựa đời là thầy Hai phấn bắt quỷ. À, do là cái câu chuyện xa xưa à, và bác Ba Triều á, thì bác nghe ông bà của mình kể lại. Cho nên là bác cũng không có nhớ rõ là cái thời gian. Nhưng mà bác nói là câu chuyện này rất là ấn tượng đối với bác. Câu chuyện nó xảy ra như thế này Thì vào cái thời điểm đó đó Ở trong một cái xóm Ở một cái làng quê Thì có một cái gia đình Cái gia đình này thì chỉ có hai mẹ con sống nương tựa với nhau thôi Đó là gia đình của bà Hai Thì bà Hai á Năm đó bà đã lớn tuổi rồi Bà có một cái người con duy nhất thôi Ông Hai thì mất cái lúc mà cái người con á Là chú Ten á cả nhà Chú Ten chỉ khoảng là sáu bảy tuổi là ông Hai ông đã mất rồi À, bà hai ở dậy và nuôi cho chú ten cho tới lớn con cái là giống như là kham khổ quá cho nên là cái cuộc sống của bà hai à, cực nhọc này nọ làm cho cái sức khỏe của bà bị yếu và bà mang nhiều cái chứng bệnh à, nhưng được một cái á, bà được an ủi bởi vì chú ten là một người con rất là có hiếu trong sớm ai cũng biết hết cho nên là ngoài cái việc mà chú ten đi làm lụng vất vả để lo cho bà hai thì hàng xóm người ta cũng giúp ít giúp nhiều người thì giúp cái này cái nọ để mà uh, lo cho cái bệnh hoạn của bà hai á. Chứ nếu như một mình chú ten, mặc dù là lao động vất vả cỡ nào cũng không có lo nổi cái bệnh cho bà. Tại cái bệnh của bà nó nhiều cái bệnh lắm các bạn. Người ta thương chú ten ở cái chỗ là thật thà, rồi siêng năng và rất là hiếu thảo. Mà con uh, trai thời đó mà đã được như vậy rồi thì ai cũng mừng hết trơn cả nhà? Cho nên là bà con hàng xóm người ta quý lắm. Thì sự việc nó xảy ra khi mà bà hai lúc đó là cũng đang bệnh Bà bệnh rồi bà nằm ở trên giường á Cái kiểu là bà đi đứng ra ngoài không có được Rồi lúc đó thì ở trong xóm có gia đình của ông Bảy Thì gia đình ông Bảy này ông cũng có duy nhất một đứa con gái à Và cô tên là Trâm Ông Bảy do là thương chú Ten cần mãn siêng năng Mới quyết định á là gả con gái mình cho chú Ten Và cô Trâm á, thì cô cũng rất là ưng ý Cô cũng thương chú Ten nè cả nhà Thường ngày á nếu như mà có chú Ten ở nhà thì cô Trâm sẽ không có qua Tuy là đám cưới thì chưa có được tổ chức Và đang chờ đợi bà hai giống như là bà khỏe lại rồi để thì bắt đầu làm đám cưới đó Cái à, lúc đó khi mà chú Ten đi mặn á, thì cô Trâm sẽ đi qua để chăm sóc cái mẹ chồng tương lai thì cái điều đó được ông bà bảy cho phép. Đến khi mà chú ten về thì cô Trâm cũng về cả nhà chứ không có ở là ngủ đêm. Đó, thì cái hôm đó chú ten đi đào cho một cái phần đất của một cái người ở cách đó ba cây số. Thì trong cái lúc mà đào bới như vậy đó cả nhà, thì vô tình cái sự việc rùng rợn và định mệnh nó cũng diễn ra đó là cái lúc mà chú ten ông đào đào sâu xuống dưới độ khoảng một thước mấy gần hai thước đó thì ông có vô tình chú ten ông đụng phải một cái hũ mà cái phần đất ở chỗ này á nó hơi bị cao cả nhà cho nên là mặc dù đào xuống một thước mấy gần hai thước rồi nhưng mà vẫn không có nước chú mới phát hiện ra cái hũ đó một phần gì thấy tò mò mà một phần đã nghe cái người chủ ở đây người ta nói rồi cái phần đất ở đây là bỏ hang hồi trước tới bây giờ bây giờ là mới bắt đầu đào ao này nọ lên để mà nuôi cá các kiểu mà mình là cái người đi đào hồi trước cũng có những người người ta đi đào và người ta lụm được những cái vàng á cả nhà cái chú ten thì lúc đó là đang lo cho cái bệnh của mẹ mình mà thêm một phần nữa nếu như mà, mà mình may mắn mình lượm được cái vàng này á thì mình đem về là cái bệnh hoạn của mẹ mình có khả năng là nó sẽ phục hồi. Chú rất là mừng. Cho nên á là chú tò mò, chú mới mở cái hũ đó ra. Và cái hũ này á nhìn từ bên ngoài thì nó giống như một cái hũ đất thôi. Nhưng mà những cái thứ mà nó phủ bên ngoài giống như rêu hay là cái này cái nọ cả nhà nó ẩm mốc theo kiểu là rất là lâu rồi. Chú thì chú không có thấy ở trên nó có dán một cái lá bùa gì hết đó, Thì chú mới xem xét kỹ Thì thấy cái hũ này muốn mở ra là phải đập Không biết hồi trước người ta làm sao hay Người ta làm kín mít lỡ luôn Cái chú mới đập Thì khi mà chú đập ra là chỗ đó có mình chú à Chú đập ra thì chú mở ra bên trong Không có vàng Mà bên trong nó có mấy cái lá bùa Cộng với những cái thứ gì giống như là bột trắng và có vài cái mẫu xương rụng thì nhận thấy đây là một cái hũ giống như thiệt là chứa hài cốt nhưng mà hũ chứa hài cốt thì nào giờ làm sao mà có bùa và giờ mình thấy cái điều đó thì chú Ten ông mới sợ ông mới quăng cái hũ xuống đó lại và ông cũng khắn giái là tôi vô tình tôi mở ra vậy thôi tự dưng lúc đó là cả người ông lạnh nó trơn nó nổi hết da gà và ông cực kỳ sợ luôn để cái hũ xuống rồi ông chôn cất cẩn thận lại thậm chí ông đào á ông phải đắp luôn cái lỗ đó và ông đào một cái lỗ kế bên sợ là chạm phải cái chỗ đó nữa mặc dù chủ là định nướng cái chỗ đó đó nhưng mà thôi chật qua một bên tại vì lúc này là chú ten cũng rất là sợ rồi nhưng mà lạ một điều ở đây đáng lý ra gặp cái điều sợ như vậy thì chú ten cũng phải đề phòng hoặc là ông dè chừng nhưng mà không hiểu sao á trong khoảng thời gian còn bằng ở đó thì ông có cảm giác sợ và à, không dám nhớ về cái sự việc đó thì cũng có thiệt nhưng mà đến khi mà ông bước chân ông đi dời rồi đó là gần như hoàn toàn giống như cái sự việc đó nó chưa từng xảy ra đó các bạn thấy lạ không? cho nên là chú ten mới dời một cách bình thường rồi làm thì cũng đánh lương đem tiền về cho bà hai nhưng mà từ khi đó, chú ten dời vào ngày hôm đó thì trong nhà bà hai gặp rất là nhiều cái chuyện lạ thường nhưng mà do cái sức khỏe của bà hai thì yếu mắt bà hai thì mờ và chỉ liên tục nằm trên giường thôi à, Thậm chí là ăn uống thì không nói rồi Còn cái việc mà tiểu tiện hay đại tiện thì bà cũng nằm ở trên đó Chứ bà không có đi đứng được các bạn Mà cái nhà thì nó rất là nhỏ Bà sẽ diễn tả sơ một cái nhà một chút xíu Thì nhà do là nhỏ cho nên là Từ bên ngoài dòm vô là một cái nhà lá Đi vào bên trong á Thì trên bàn thờ nhìn xéo xuống tính từ ở ngoài dầm vô thì tự nhiên mình thờ nhìn xéo xuống vậy nè là ở bên tay trái là cái giường của bà hai còn bên tay phải là cái giường của chú ten nằm ngủ thì từ cái giường của bà hai đi thẳng ra phía sau là cái bếp cả nhà chứ không có cửa buồn gì cả thì từ khi mà chú ten ông về cái bữa hôm đó là cũng có cô trâm ở đó thì thấy là à, chú ten về rồi cho nên là cũng như thường ngày thôi cô trâm sẽ cũng nấu cơm nấu nước để nọ xong xuôi rồi đó thì giờ chú Tên sẽ dọn dai và đút cơm cho bà hai ăn còn cô Trâm phải đi về để mà chăm sóc cho gia đình ở bên nhà mình thì sau khi mà cô Trâm về rồi bà hai tuy là bà nằm trên giường mắt bà mờ vậy ra cả nhà nhưng mà bà tâm trí của bà vẫn còn là minh mẫn nha bà mới nói với lại chú Tên á Tên ơi con đừng có lo cho má con Trâm là cái đứa con gái tốt con mà cưới được nó là má cũng an tâm với lại gia đình của anh chị bảy bên đó đó cũng là người rất là nhân đức à, con được cưới bên đó là cái như cuộc đời này má mãn nguyện rồi cho nên là con làm mặn gì thì mặn. tranh thủ đi con đừng có nhận làm cho người ta nữa cợt mình nghèo thì mình à, tổ chức đơn giản một xíu nhớ nghe con dạ dạ con biết rồi má ơi má đừng có lo à, má ráng má khỏe là đi rồi con cưới vợ về liền con cưới chăm về liền rồi xin cháu ra cho má bồng mẫm nghe Ừ, ừ. Thì bà cười bà vui Sau đó thì chú Ten mới đi ra bên trong Thì tự dưng bà hai ở đây mà nói Ủa, ủa sao kỳ vậy Bộ bữa nay thằng Ten nó dắt ai về nhà chơi hay sao Tại vì trong cái ánh mắt mờ mờ của bà đó Thì bà thấy là chú Ten đi phía uh, ra phía sau bếp rồi Thì có một cái bóng cũng mặc đồ đen đen là cũng đi theo chú chú Ten Bà giờ thấy vậy nha Thì bà mới định hỏi bình hỏi chú Ten là dẫn bạn gì về chơi hay là ai đó. Nhưng mà bà 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 liếc lên thì giống như là bà yếu mà bà không thấy bóng chú Ten nữa thì bà nghĩ chú Ten đã đi sâu ra phía sau sàn nước tắm giữa rồi rồi. Thấy vậy thôi, bà hai cũng không có hỏi nữa. Độ khoảng chừng là 15 20 phút sau á thì chú Ten cũng đã tắm giữa xong xuôi và đem cơm nước ra để ngoài trước. Do là có hai má con à, nhưng mà chú Ten không muốn cho má mình buồn. Cái lúc nào ăn cơm á thì chú cũng đem một cái ghế chú để đồ ăn và cơm lên trên cái ghế cặp bên cái giường của má mình rồi một chú ăn thì ăn mà cứ múc xong đút cho bà hai rồi thì chú ăn nó cứ diễn ra liên tục như vậy thì đang ăn một hồi á bà hai cũng no rồi bà hai mới nói á thôi con ơi má no rồi má ăn không có được nữa con ăn đi mà tan hồi nãy con dắt ai về chơi vậy mà sao má không nói với má chú ten mới giật mình chú ten mới nói ủa má con đâu có dắt ai về đâu ờ à, con không có dắt ai về hết hả dạ con không có dắt ai về hết trơn má ơi con về có mình ơi nè à? nào giờ chú ten là một người à, không biết nói dối là gì không biết nói dối luôn cả nhà thật thà cục mịch lắm chính gì vậy mà gia đình ông bảy ông thương á cái nghe con mình nói vậy rồi bà hai tuyệt đối tin tưởng là con mình không có dắt ai về nhưng mà thật sự ra lúc đó là cả hai má con đều không hề biết được. Trong nhà đã có quỷ rồi cả nhà. Và con quỷ đó là ở trong cái hũ Nó đã theo gia đình, nó theo chú Tàn về tới gia đình. Mà gia đình không biết. Sau đó thì cũng qua được mấy ngày cũng bình yên cả nhà chứ không có xảy ra cái hiện tượng gì nó nó nó, nó lạ cả. Nhưng mà lạ ở đây là cô Trâm á, mỗi khi mà cổ qua cổ chăm sóc cho bà hai vào ban ngày để cho chú Ten đi mặn đến tối á, thì chú Ten về cô Trâm mới về lạ một điều là sau mấy ngày nay nè cô Trâm cổ vô trong bếp cổ mặn đồ ăn hay là cổ làm cái này cái kia dọn dẹp bếp nút này nọ đó thì cổ luôn luôn có cái cảm giác sao mà tự nhiên cái bếp của mình bữa nay nó lạnh quá mặc dù ngoài trời rất là oi bức mấy bữa trước mình qua mình nực đến cổ mình chịu không nổi mà mà sao bữa nay nó cứ mát mà nó lạnh nó lạnh nhưng mà không phải là nó hoàn toàn nguyên cái bếp nó như vậy mà có lúc nghe các bạn có lúc thì cảm giác là 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 ở sau lưng mình lạnh có lúc thì trước mặt mình lạnh thì lúc đó là do con quỷ á nó đứng ở trong nhà mà nó đứng ở sau lưng của cô trâm và nó đứng ở trước mặt của trâm hay là thậm chí nó lúc mà cô trâm đi đi phía sau này nọ đó thì cô trâm thấy lạnh nhưng mà cô trâm nó có biết người thường mà nó có biết được cả nhà và ngay cả bà hai cũng có cái cảm giác đó Kiểu như lâu lâu tự nhiên cái lạnh lạnh cái đầu Lâu lâu á thì lạnh cái chân Nó cứ kỳ 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 vậy đó Nhưng mà hai má con thì không ai nói với ai cả Mẹ chồng nàng dâu tương lai thì không ai nói với ai hết Cô chăm này cũng nghĩ bình thường thôi Kệ đi giống như thời tiết mà hay là khi mình mặn rồi mình mệt đó thì cô mới tiếp tục làm những công việc thường ngày của cô. Thì à, sau đó cái ngày thứ tư á, cái cô Trâm không có qua được cả nhà Bởi vì là bên nhà ngoại của cô Trâm á, Là bà ngoại của cô Trâm Đang trong cơn hấp hối Và cô Trâm phải đi về đó Cùng với gia đình của mình Bởi vậy là mấy hôm nay Chú Ten không có đi mặn Suốt 3 ngày Là chú Ten không có đi mặn nha Ở nhà để mà chăm sóc cho bà hai Cả đêm và ngày Cái ngày đầu tiên á bà hai đang ở trong nhà ngủ vào buổi ban tối thì bà đang nằm vậy lơ mơ lơ mơ bà nằm bà ngủ vậy nè già rồi cả nhà rồi bệnh hoạn nữa cho nên là ban đêm mà ngủ được là ngủ chết thức nó bị đau nhất chân tay này nọ cái bà mới nằm bà nằm vậy á thì bà tự dưng cái bà thấy lạnh lạnh cái bầm mở của mắt bà ra con cái bà mở mắt ra thì nó chỉ là lờ mờ thôi dù cho các bạn đứng kế bên bà hai bà cũng dòm lờ mờ bà không có dòm rõ đâu thì bà mới thấy là từ phía bên ngoài có một cái bóng đứng và dòm vào trong buồn dòm vào trong cái mùng của bà cả nhà thì bà mới ngước mặt lên bà giờ bà mới hỏi bà lên tiếng bà hỏi vậy bà nói là Tèn Tèn hả con phải con không con <cười> ừ. <cười> Thì nó cười Nó cười mấy tiếng như vậy đó Nó đi Mặc dù là mắt mờ Nhưng bà hai vẫn thấy hình như cái bóng đó là đang đi Về cái phía của cái mùng bên chú tan á Cái bà mới suy nghĩ trong đầu Thường ngày thì chú Ten vào ban đêm Vẫn hay đi đến cái giường của bà Để xem xét bà Coi con bà có mệt có nhất gì hay không Rồi Có thể nói là mỗi đêm nha Đêm nào ít nhất cũng là hai ba bạn chú Ten sẽ đi qua bên giường của mình để mà à, chăm sóc cho bà hai đi qua giường của bà hai chăm sóc cả nhà có một cái lạ một điều là sao bà đứa nay chỉ đi qua xong rồi đi ngược lại cái mùng ngủ chứ không có hỏi thăm bà hai gì cả cái bà hai cũng thấy hơi lạ lạ đi nhưng mà cứ suy nghĩ là do con mình mệt mấy bữa nay mằn thấy nó mằn cũng tội nó rồi cho nên là À, bây giờ chắc nó không hỏi thăm Nó chỉ là theo như là bán, Thói quen của nó đi qua Để coi mình sao Thấy mình nói chuyện bình thường Thì chắc nó không đi lại nó ngủ Thì lần đầu có thể là bà hai bác suy nghĩ như vậy Nhưng đến cái lần thứ hai Cũng vào cái đêm đó Vào cái đêm đầu tiên đó đó Thì khuya đó tự động Bà hai thấy Là có một cái bóng ngồi Ở bên mùng bên kia Thì bà mới nghĩ là chú Ten Mà thật ra lúc đó chú Ten Nằm ngủ cả nhà Cái bóng ngồi bên ngoài Là bóng của con quỷ á Bà bà hai bà giờ mà đâu có biết bà giờ nó có rõ đâu mà bà biết cái bà thấy ngồi hoài vậy đi cái bà mới lên tiếng bà nói bà nói ủa ten sao con không có đi ngủ đi con con ngồi đó anh chi bà nói tới cái lần thứ ba rồi thì cái bóng đó mới đứng dậy và lúc này là đi hẳn ra phía sau bếp chứ không hề trả lời bà hai dù chỉ một tiếng cái này thì hoàn toàn không có giống như cái tính tình của chú Tèn Nếu như mà bà hai là cái người mà đi đứng được là bà đã đi qua bên cái giường bà coi rồi Thì có thể là phát hiện được Nhưng mà do là bà chỉ là nằm một chỗ thôi Cho đến sáng đi Bà cũng hơi thắc mắc Bà mới kêu chú tan bà hỏi Thì chú tan nói là không không có má ơi Hồi tối hôm, hôm con cũng có qua chỗ má để mà hỏi coi 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 co, má ngủ có được hay không, coi má có nhức mỏi hay không thì thật sự chú Ten có qua nhưng những cái lần chú tang qua đều thấy bà hai nằm ngủ hết còn hai cái lần mà bà hai thấy cái bóng nó nó đứng gần rồi cái bóng nó ngồi bên cái cái mùng của chú ten á là cung quỷ đó cả nhà đến uh, tối ngày hôm sau thì tối đêm nay á nó lại có những cái việc hơi lạ lùng một xíu là đêm nay bà mới thấy á, là chú Ten mở cửa và đi ra bên ngoài bà thấy chú Ten, chứ trong như lúc đó là bà dợp cái hình dáng cái hình bóng là đà đà đó bà chắc chắn là chú tan thì bà nghĩ vậy thôi bà mới hỏi là Ten ơi con đi đâu vậy chú Ten mới quay mặt lại và trả lời một câu dững dưng và cái âm điệu nó phát ra nó kỳ cục lắm chứ nó không phải giống như cái âm điệu mà lễ phép thường ngày của chú tan đâu bà ngủ đi trả lời ngang xương vậy đó cả nhà và âm thanh đó cũng là âm thanh của chú Ten chú mới đi ra bên ngoài chú mở cửa và không thèm đóng lại cái bà hai mới ngồi đó và chờ đợi cũng lâu đâu khoảng chừng là hơn một tiếng đồng hồ và vẫn không thấy chú ten trở về bà mới lo lắng mà bây giờ của mình bà bà đi đứng không được sao bà chỉ ôm cái nỗi lo lắng và lâu lâu bà cố gặn lên vài tiếng để mà bà kêu ten ơi ten ơi ten con đâu rồi ten ơi gồng lên để mà kêu mấy tiếng như vậy nó cũng đủ được kể cái sức của bà hai rồi thì vẫn không có tiếng trả lời thì đến khoảng thêm một tiếng đồng hồ nữa lúc đó mới thấy là chú ten từ bên ngoài đi vô đi vô và đi chuẩn bị là đi sâu xuống dưới bếp á, thì lúc mà đi ngang á bà hai lại nghe được một cái mùi cái mùi này nó khẳng khẳng nó lạ lạ hàng sau á nó cũng tựa tựa giống như là cái mùi mà oi móc và thêm một phần nữa là nó có hình như là nó có cái mùi thanh thanh bà hai nghe vậy bà hai mới nói ủa ten ơi ban đêm ban hôm mà con đi mặn gì vậy con bà ngủ đi nói xong chú ten cứ vậy mà đi thẳng ra phía sau vẫn là tiếng nói của chú ten đàng hoàng nha. Rồi không biết là chú ra phía sau chú tắm giữa hay gì đó thì mà bà hai bà vẫn nghe Bà mới nghe được cái 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 âm thanh mà giống như là sói nước này nọ đó Bà mới nói, ủa không biết con mình bữa nay, mấy bữa nay nó đi mằng nó có gặp chuyện gì hay không Mà sao cái thái độ của nó có cái vẻ giống như là là, là khó chịu quá, hằng học quá Nhưng mà thôi bà thương con mà Bà thương con bà mới ở dậy suốt mấy mươi năm bà lo cho nó Mặc dù bà không muốn nó trở nên một cái người mà ngang ngược Nhưng mà dẫu sao thì đây là lần đầu tiên Và uh, cũng có thể suy nghĩ rằng Vì một cái lý do nào đó mà con mình nó, nó nó hơi khó khăn chút xíu Thì thôi từ từ mình khuyên lại Bởi vì con mình cũng là một cái đứa rất là dễ dạy Cái sáng sớm á Đêm đó là gần như bà hai bà ngủ không được Cái sáng bà mới hỏi chú tem Mà lạ nha, ban đêm thì vậy nhưng mà ban ngày á thì chú ten mở mắt ra đi qua bên đây rồi trời sáng rồi mở cửa này nọ xong rồi lấy nước lấy nồi cho má mình giữa mặt thì cũng y gian như bình thường vẫn là uh, chu đáo hiếu thảo và ăn nói cực kỳ nhã nhặn với bà hai luôn tựa như là chú ten bây giờ ban ngày với lại chú ten ban đêm nó khác biệt nhau một cách hoàn toàn vậy đó cái okay, bà hai cũng thấy lạ đi Thì bà hai mới hỏi là tối hôm, hôm đi mặn cái gì Chú Ten nói dạ má ơi con đâu có mặn cái gì đâu Con ngủ không à má ơi Bởi vì chú Ten không có biết Chú Ten bị nhập mà chú Ten không có biết cả nhà Con quỷ nó nhập vô chú Ten á Thì bảo cởi luôn cho mọi người dễ nắm bắt câu chuyện nha Đêm đầu á, là con quỷ nó hiện hình nó ngồi nhưng mà cái đêm thứ hai á là nó nhập vô chú Tèn, nó đi ra ngoài, nó đi ra ngoài nó bắt đồ nó ăn nha cả nhà cái bà hai mới nói ủa sao con không có đi cái gì sao má thấy là con đi một tiếng mấy á nha gần hai tiếng đồng hồ má nằm má chờ ủa vậy hả má ủa sao 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 con đâu có đi đâu má có khi nào má nằm mơ không má chú tang lúc đó tự động trong động suy nghĩ theo kiểu là má mình bệnh hoạn nè lớn tuổi nè cho nên là uh, gặp những cái chuyện đó thì mai mốt mình phải ráng sức để mà mình chăm sóc cho má mình vào ban đêm nó kỹ kỹ càng một chút xíu nữa còn bà hai thì trong đầu vẫn còn minh mẫn và bà suy nghĩ rằng ủa sao con mình nó 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 trả lời mình vậy mà sao mà, mà, mà bây giờ nó nói nó không có thì cũng có nhiều cái thắc mắc. Thì đến tối đêm đó là cái đêm thứ ba thì đêm nay bà hai do là không ngủ được và trong đầu bà có có nhiều cái lối suy nghĩ không biết là con mình đêm nay nó có như vậy hay không thì đến cái giờ khuya mà cái giờ đó cũng cỡ cái tầm là 11 giờ mấy gần 12 giờ khuya đó nha hai đêm trước thì bà do là bà cứ bệnh hoạn mà bà cho bà cứ nhắm mắt bà ngủ thì cứ nào mà mở mắt ra bà thấy trời còn khuya bà chưa nghe gà gái thì bà nói chưa sáng thôi còn đêm nay là bà thức trắng cho nên là bà có thể là bà sống gần cả đời người rồi bà nhận định được thời gian chứ bà cũng độ giờ này khoảng 11 giờ mấy gần 12 giờ khuya và trên cái bàn thờ thì cũng có cái đèn dầu nhỏ lúc nào cũng có như vậy và nhờ cái đèn dầu đó mà bà đủ ánh sáng cho bà có thể dệt được lờ mờ đó thì lúc này bà thấy trong mùng vẫn im ỉm như vậy bất ngờ nghe cái giọng nói của chú Tên ông cất lên bà ngủ đi bà làm gì bà thức hoài vậy thế là không cả nhà bà hai nằm bên đây nằm ở trong mùng bà đâu bà đâu có ngồi dậy hay là cái gì đâu bà đâu có ngồi dậy được mà chú ten ngủ bên bển tại sao biết bà hai là thức hoài không chịu ngủ nghe con mình nói như vậy bà hai cũng giật mình nữa trời phật ơi làm gì mà tự nhiên mình 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 mình, mình con mình thức mà nó biết cái bà hai mới thiều thào bà hai trả lời ten ơi má ngủ nè con tại vì nãy giờ má ngủ không được ừ ngủ đi bà hai mới làm bộ bà hay nhắm mắt theo kiểu là bà hai không cử động đó cái bà hai mới nằm 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 vậy bà hai ngủ đâu có được đâu thì độ khoảng chừng mười mấy hai mươi phút sau tự động chú ten ở bên kia ổng lại phát ra cái tiếng nói và lần này cái giọng có vẻ là hăng học hơn sao còn chưa ngủ tôi nói với bà ngủ sao bà không ngủ làm cho bà hai cũng phải giật mình luôn cả nhà ờ, con, 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 con ơi con, con làm má giật mình rồi con ơi nếu mà thường ngày á chỉ cần bà hai nói một tiếng như vậy thôi là chú Tên ông lật đặt ông xin lỗi ông, ông ông, làm mọi thứ để cho má mình không còn giật còn đằng này không ông mới bật cũng ngồi dậy và ông dở cái mùng ra thì trong cái ánh mắt lờ mờ của bà hai vẫn thấy là ông dở được cái mùng ra có cái là không có dòm vỏ tay chân mặt mày Lúc đó là chú Ten ổng bị nhập rồi cả nhà Nãy giờ là bị nhập rồi Ngủ đi Bà không ngủ rồi tôi đi sao được Nạt nộ bà hai như vậy nha Bà hai lúc này rơi nước mắt luôn Tại vì con mình hồi nào tới giờ nó khi nào mà nó dám nói chuyện với mình mà nó hỗn hào một tiếng nào đâu Còn bây giờ nó lại nạt nộ mình Bản thân mình già cả rồi cũng tuổi phận với cả nhà Cho nên bà hai mới im bà nhắm mắt Bà nhắm mắt một hồi lâu á Bà chìm vào cái giấc ngủ của bà không hay Đến khi bà nghe lụp cụp lụp cụp bà mở mắt ra đó Thì bà thấy á, là cái bóng của chú hai đang đi vào nhà Giống như nãy giờ ông đi đâu rồi đó bây giờ ông đi vô nhà đó. Và cái lúc mà ông đi ngang á Ông đi ngang thì bà hai vẫn nghe một cái mùi khẳng khẳng và tanh tanh y như là cái đêm trước Lúc này bà hai cũng rùng mình cả nhà Tự nhiên có cảm giác rùng mình vậy đó Chưa kịp lên tiếng hỏi hay gì trơn Thì chú bà Tèn ông đã lên tiếng trước rồi Giống như ông đi qua khỏi cái cái đầu giường rồi nó nghe Ông mới đứng sững lời ông nói Ngủ đi Dơm ngó cái gì Tôi làm gì tôi làm Ngủ Bà nát nộ bà hai vậy đó cả nhà bà hai kêu bằng chảy nước mắt lòng ròng luôn đó, thì đến cái đêm đó là cũng tắm giữa hai chú hai chú chú ten cũng ra ông tắm giữa nọ xong ông cũng vô cũng chui vô mụn nằm vậy đó mà đến sáng ra rồi đó chú ten ông cũng đâu biết gì đâu con cái là cái sức cũng yếu rồi cả nhà ông mới đi qua ông hỏi là má ơi má má dậy chưa má con lấy nước cho má giữ mặt nghe má thì cũng ăn cần như thường ngày thôi bà hai lúc này cũng mắc bà đỏ que đi cái chú ten không thấy vậy nó ủa má ơi má má có sao không mà sao con mắt má đỏ dữ vậy, vậy má bà hai thì thật ra lúc này bà cũng dòm chú ten mà bà dòm với không có thái độ là bà không biết hiểu chuyện gì tại sao tối đêm qua nó nạt nộ mà sáng nay nó làm như cái chuyện không có đâu hết trơn á bà thấy lạ dữ lắm cả nhà ten ơi ten con nói thiệt cho má biết coi con tối qua con đi đâu vậy con con nói cho má nghe đi ten ơi bà nói mà thấy chị mà trong nước mắt á thì chú tan mới thấy má mình khóc chú mới lại chú quỳ kế bên á chú nói má 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 sao má khóc vậy má má ơi con đâu có đi đâu đâu má con nằm ở trong buồn con ngủ mà con mùng con ngủ mà má má ơi má sao vậy sao mắt má đỏ má để con đi kêu thầy thuốc về khám cho má bắt mạch cho má nghe má 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 không có sao mà con nói cho má nghe coi tối hôm, hôm con đi đâu con nói đi con má thấy con đi mà rồi con có nạt nộ má nữa lần đầu tiên mà bà hai nói con nói ra chú tan lúc này là ông cái kiểu mà không hiểu được gì cả nha ông ơi Ủa má ơi con con làm gì con dám nạt nộ má má ơi má má thấy trong người sao má thì sợ là má mình lớn tuổi bệnh hoạn nhiều cho nên là bị lẫn và không có nhớ được những cái chuyện nó xảy ra hay hoặc là những cái chuyện mà bị uh, chưa có mà bà hai lại tự động nghiệm để trong đầu như bị lẫn thằng chí nó không có được uh, định đó cả nhà chú hai chú ten mới hỏi như vậy thì bà hai bà nói con thiệt được con không có đi không con má ơi con không có đi con không có đi thiệt mà má và nhìn vào cái mặt của chú ten á và cái thái độ nói chuyện của chú ten thì y như là con của bà rồi một đứa con mà không bao giờ biết nói dối thì bà lúc này cũng hơi hoang mang nhưng mà do cái đêm cái sáng hôm nay nè là chú ten phải đi mặn cho người ta Mặc dù là đang yếu sức nhưng mà do là cũng phải ráng mằng để mà kiếm tiền để lo cho uh, bệnh hoạn của má mình. Và theo như cái lối suy nghĩ của chú Tan vào cái thời điểm đó là má mình đã đang trong cái cái giai đoạn là bệnh nó nặng. Cho nên là cần phải đi mời thầy thuốc về để bắt mạch và xem xét một cách kỹ càng. À, thì uh, chú Tan mới nhờ cái lúc mà cô thơ cô cô Trâm có qua đó ngày thứ tư cô trâm có về đó thì cũng hỏi thăm nhau một hồi xong rồi chú tang mới nói với cô trâm á trâm ơi em thương anh thương má thì em chăm má kỹ kỹ dùm anh nghe chăm cô trâm thì cứ tưởng là mấy hôm trước mình có làm một cái nhiều điều gì đó mà uh, má chồng mà phật ý hay là gì đó mà tại sao bữa nay là cái người chồng tương lai mình lại nói với mình như vậy cái cô chăm mới hỏi lại ủa anh ơi em có làm gì sai ha anh nếu mà em có làm gì sai thì anh nói đi để em em sửa à, hết không, không, không không em có làm gì sai hết nhưng mà tại vì anh thấy má mấy bữa nay không biết làm sao quá em và chú Ten mới cởi ra cái cái suy nghĩ của mình chú nói như vậy không biết làm sao mà mái bữa nay á đêm ban đêm ban hôm anh đâu có đi đâu đâu mà sao má cứ nói là anh đi ban đêm ban hôm đi ra ngoài này nọ rồi má hỏi anh là có đi không, Hoài mà anh thấy má có nhiều cái biểu hiện lạ lùng lắm, cho nên á là em chăm sóc cho má, à, cố gắng để ý kỹ kỹ một chút xíu má dùm anh. Dạ dạ, anh nói vậy em biết rồi, à, không sao đâu anh. Để em vô thăm má nha. À, thì rồi cái bữa đó đó, chú uh, Ten cũng đi màng. Mặc dù là thấy cái dáng vẻ của chú Ten á, là cô Trâm cũng lo rồi bởi vì sao thấy sao mà mấy ngày không gặp à mà chú tan bữa nay sao mà ông yếu xìu sợ mặt mày ông xanh sao hết trơn á thì cứ nghĩ là do là uh, ban đêm ban hôm rồi do là lo lắng ông có hiếu đó rồi ông thức ông canh cho bà hai bởi vậy mới có những cái uh, tình trạng cái sức khỏe nó yếu như vậy cái trưa bữa đó, đó thì ở bên nhà gần nhà đó có nhà của bà năm bà năm này thì hồi nào bây giờ là giống như kiểu bạn thân với bà hai á cứ qua thăm hoài mà gần đây là bà do bà bằng công chuyện gấp quá cho nên bà không có qua bữa nay bà mới ngơi cái công việc ra nè bà mới đi qua bên đây bà thăm bà hai thì vô hai bà mới nói chuyện mà hồi nào giờ bà hai có chuyện gì cũng tâm sự với lại bà năm mà bà năm ngược lại cũng đi giang như vậy luôn à, lúc đó thì cô trâm ra phía sau nhà để mà màn công chuyện ở phía sau bếp á thì bà hai mới cởi lại những cái hiện tượng lạ cũng như là những cái gì đó mà bà trông thấy bà mới hỏi bà năm á bà cởi xong rồi bà hỏi bà nói là à, thêm năm ơi tôi vậy là tôi thấy vậy có khi nào mà bệnh hoạn của tôi rồi tôi sinh ra ảo giác này nọ không thêm năm thì bà năm bà mới nói á chị nói vậy thì tôi cũng thấy không có đúng đâu tại vì chị bây giờ tôi thấy cũng còn minh mặn mà hồi đó tôi không có bệnh hoạn này nọ nó đâu có không có hiện tượng vậy chị ơi mà sao chị thấy vậy ta cái tự dưng bà năm mới hỏi câu đó 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 cái bà hai bà suy nghĩ trong đầu bà muốn nói ra cái vấn cái nghi vấn ở trong đầu bà có nghĩa là bà suy nghĩ là không biết là con mình nó có bị cái việc gì tâm linh hay không thì bà mới lóe cái suy nghĩ đó ra bà định nói ra đó thì bà mới nghe bà nghe cái giọng giống như là ở sau lưng bà nói nghe mà là bà năm bà không có nghe mà bà hai bà nghe bà êm à bà mới nói à một cái giọng bên đàn nộ bà phải giọng đàn ông mà trong nhà đâu có ai đàn ông đâu cái bà hai mới giật mình mà kiểu mà người bà sợ chứ mình nói ốc hết trơn nha nhưng chính vì cái điều này khiến cho bà hay càng thêm khẳng định cái suy nghĩ của mình mấy đêm trước là bà đã lo lắng là con mình không biết có vướng cái chuyện tâm linh hay không tuy là cái suy nghĩ đó nó, nó, nó cái nghi vấn nó không có nhiều không có lớn nhưng mà hôm nay khi bà mới lóe cái suy nghĩ ra bà định nói cái suy nghĩ đó cho bà năm nghe thì bà lại nghe một cái âm thanh nạt nộ như vậy khiến cho bà khẳng định thêm đối với bà bà không sợ Thật sự bà hai không sợ cả nhà Với cái bệnh của bà Bà nằm trên giường á Đôi khi bà còn suy nghĩ á Nếu mà bà chết rồi thì chú Ten sẽ đỡ khổ hơn Nhưng mà biết con bà hiếu thảo Bà chết nó sẽ rất là buồn Nhưng mà nói đối với bà đó thì bà không có sợ chết Bởi vậy lúc này khi bà nghe cái âm thanh mà nạt nộ không cho bà nói đó Thì bà khẳng định là con mình có dướng cái chuyện tâm linh rồi cho nên là bà mới nói luôn Bà nói cái suy nghĩ đó bà ra Có khi nào là thằng 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 Bà bà, bà gồng lắm mà bà nói được nghe cả nhà Chứ không phải là tự nhiên bà đang nói chuyện bình thường vậy đó thử, Tới cái lúc bà muốn nói cái điều đó ra Thì bà lại gồng lên bà mới nói được Thật, th, 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 thằng, thằng Tèn nó, nó nó, nó bị tâm linh không không Chị, chị... năm Nói câu câu nói đó ra Thì ngay cả bà Năm cũng phải giật mình Tại vì sao? Tại vì nghe qua những cái lời cởi của bà hai với những cái hiện tượng của chú ten và bạn đêm thì nó giống tâm linh thật. Hai bà mới nói chuyện với nhau một hồi thì tự nhiên cái lúc đó cái cô chăm uh, cổ đi từ phía sau đi tới bà hai để không muốn cho cô chăm phải lo lắng hay là suy nghĩ cái gì ảnh hưởng đến tương lai sau này của hai của con của bà cho nên bà im bà không nói. Thì bà năm cũng nghe rồi bà nói từ từ để tôi để ý coi. rồi uh, bữa nào tôi kêu thằng uh, thằng hai á con tôi nó qua coi còn sao thì đêm đó xin lỗi các bạn là cái hôm đó, đó bà năm á bà đi về và bà không ngờ rằng đó là lần cuối cùng bà nói chuyện với lại bà hai khuya đêm đó đến sáng ra đó thì không biết là ban đêm nó xảy ra việc gì nhưng mà đến sáng đó thì người ta có tiếng nghe cái tiếng gào khóc của chú Tang và lúc này chú đang ngồi kế bên giường của bà Hai. Nước mắt của chú chảy dài trên khuôn mặt. Đau đớn thảm thiết bởi vì bà Hai đã chết rồi. Lúc đó, cô Trâm và bà con hàng xóm đi qua rồi đó thì thấy cảnh tượng đó ai cũng đau lòng hết chứ. Chú Hai kêu bằng khóc mà nhìn vô kêu bạc là không với nước mắt là không được cả nhà gia đình của ông năm cũng qua nhưng nó lạ một điều là đến khoảng cái giờ trưa khi mà ông bà năm đã mua quan tài và đem qua đây rồi à, lúc đó ông bà bảy cũng qua tại vì sao tại lại xui da mà cả nhà ông bà bảy qua rồi thì mọi cái chi phí ở trong nhà để mà lo chôn cắt cho bà hai ông bà bảy lo còn cái quan tài á, là gia đình bà năm À, chuẩn bị thì lạ một điều từ sáng cho tới khoảng 10 giờ á, thì chú ten á ổng đau khổ hoàng hoại kêu bằng giống như người không hồn vậy nhưng mà đến khoảng 10 giờ thì tự dưng ông lại đứng dậy và cái ánh mắt ông giờ mọi người nó lạ lùng bởi vì lúc đó Ông bị nhập rồi cả nhà ông đứng dậy cũng đi xung quanh trong nhà vậy đó nhưng mà hoàn toàn không quan tâm gì tới cái quan tài của má mình Thậm chí tới lúc người ta nói con ơi con Con lại con cúng má con Để chuẩn bị à, Đến giờ thì mình đem đi chôn Phía sau á thì mọi người cũng đã đào sẵn nguyệt hết trơn rồi Nói như vậy rồi Mà chú Ten lại không hề quan tâm Ông cứ đứng vậy, ông liếc liếc cái người mà nói chuyện với ông đó Xong rồi ông đi vô ông Đi vô ông đi thẳng vô trong bếp á Ông mới lúc đó là do là có cái quan tài đó người ta mới đem dời cái 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 giường bọc ra phía sau ta để cặp ở bên cái cái cái, cái vách bếp á thì ông mới đi ra đó đó ông khoét cái vách ông khoét cái vách rồi ông ngồi trên cái cái giường đó mà lúc mà ông khoét người ta cũng không có thấy nữa tới chừng đi vô rồi thấy ông khoét rồi ông ngồi đó ông không cúng kiến không làm gì hết và không quan tâm gì hết thậm chí một hồi sau bà năm rồi gia đình của ông bảy thậm chí là cô trăm kêu lại đặng cúng kiến này lúc mà sắp tới cái giờ chôn á kêu ra cúng kiến cũng giờ mọi người đơ nhìn này giờ liếc liếc, liếc nhìn này mà không nói tiếng nào hết trơn cái lúc này mọi người mới xúm xích với nhau và bàn luận rằng có thể là do uh, chú ten quá đau lòng với cái chết của bà hai rồi tại vì nào giờ có hiếu có tiếng mà cho nên là biểu hiện ra thẳng thờ như vậy thôi cởi nó đi mọi người giờ cố gắng nhưng mà trong số những người đó chỉ duy nhất bà năm bà để ý thôi Tại vì bà có nghe bà Hai nói trước cái ngày đó Trước lúc bà Hai mất á Bà Hai có nói là có khi nào con tôi nó dướng tâm linh không Và dơm biểu hiện của chú ten Bà Năm bà cũng nghi rồi Thật sự bà nghi cả nhà Bà để ý hoài à Ai nói gì nói bà cũng để ý Bà để ý mà làm gì con quỷ nó biết cả nhà Nó biết Nó biết là bà Năm để ý á, Mà nó khiến làm sao không biết Nó khiến cho bà Năm sợ mà bỏ đi khỏi Khỏi nhà luôn đi về nhà bệnh luôn, mà không dám nói ra luôn, không biết nó khiến gì đó. thì sau này bà Năm bà bà mới kể nha, là cái lúc mà bà để ý á, thì nó, nó 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 ngồi kế bên, bên nó xuất ra nó ngồi cới bên, bên chú tang, con quỷ cái năm nhà thòn luôn. nó chỉ mặt bà Năm mà nó nói, á, bà mà nói á, tôi bắt hồn hết nhà bà luôn. thật rất là thương gia đình của chú tang, nhưng mà dẫu sao thì con quỷ này nó cũng muốn bắt hết cả gia đình của bà năm mà cho nên bà năm đâu có dám nói cả nhà cái đó là phải thông cảm cho bà năm bà năm dáng nắng ná chút xíu rồi bà năm về nhưng mà mọi người chỉ chỉ suy nghĩ là à, bà năm bà nắng ná bà giờ chứ thật ra lúc đó bà sợ bà chạy về cả nhà và bà cũng đang định tìm cơ hội để mà nói nhưng mà chưa có cơ hội sau đó thì mọi người cũng quyết định là chôn cắt cho bà hai cho đúng cái giờ chôn cắt xong rồi đó lúc đó ông bà bảy bên kia mới suy nghĩ như vậy mình thì có đứa con gái duy nhất nếu như bây giờ kêu nó qua để mà chăm sóc cho thằng ten á thì nó con gái mà dù sao cũng chưa cưới thì cũng kỳ nhưng mà để cho nó một mình như vậy á thì mình lại sống không có nghĩa không có tình thì cuối cùng gia đình ông bảy mới quyết định là đồng ý cho cô trâm qua bên đó tại vì sao qua bên đó rồi chăm sóc cho chú ten rồi lo lắng cho cái việc an ủi chú tan này nọ các kiểu thì người ta dòm vào vẫn thấy được cái tình nghĩa của cô trâm và bản thân cô trâm cũng muốn như vậy nhưng mà chưa hôm đó chưa ngày hôm sau cả nhà thì cô trâm đi qua đương nhiên là khi mà cô đi qua đó cô cũng đem thêm một ít đồ đạc nhưng mà đi qua tới cửa làm như là nó biết cả nhà nhập vô người của chú tan nó biết nó đứng ở trước nó đứng ở trong cái máy hiên nhà nó mới chỉ ra nó đuổi cô trâm về mày đi về đi tao không có cần mày đi về cô trâm thì ban đầu bị đuổi á nhưng mà cô cũng suy nghĩ là uh, chắc là anh tem ảnh bị cú sốc quá lớn về cái chết của má chồng tương lai cho nên là ảnh mới như vậy thì cũng ráng năn nỉ nhưng mà bước vô gần nhà xô ra xô bằng cái bằng té mà cô trâm phải chay người luôn á cô chồng khóc cô chồng mới đi về cô về cô kể lại với ông bà bảy nghe ông bảy thì ông cũng có lối suy nghĩ đó không là hồi nào giờ thằng Trang nó có hiếu mà tính tình nó đâu có bạo ngược kiểu đó kiểu vậy đâu nó ở đó bây giờ nó sống đó, thì có mình má nó à. mà giờ má nó mất rồi khiến cho tâm thần nó không ổn định thôi để tao ở bệnh tao khuyên thì ông bảy đi qua cũng bị đuổi y gian vậy luôn đuổi tới mà Ông bảy phải giận luôn á cả nhà Mặc dù là đã chuẩn bị tâm lý rồi Con mình bị đuổi như vậy, bị xô té ngã như vậy, bị chạy chuộn như vậy Nhưng mà ông còn không có giận mà Thì ông đã chuẩn bị tâm lý rất là kỹ rồi Nhưng mà khi đi qua rồi á Bị những cái lời lẽ của chú Ten ông đuổi ông nạt nổ ông đuổi, mà kêu bằng nói một câu hơi nặng á, là đuổi như đuổi chó vậy đó Ông bảy ông giận, ông đi về Đến khoảng là hai ngày sau nghe Ông không thèm dòm tới cái nhà của ông chú Ten luôn Mặc dù là đau lòng, đau lòng chứ đâu có cư xử như vậy được nhưng mà vẫn quan tâm giận thì giận lúc đó, đó qua hai ngày sau giận vẫn còn giận nhưng mà quan tâm vẫn có quan tâm là ông bảy ông biết á, là bà năm là cái gia đình mà uh, Thăng với lại gia đình của bà hai nhất bên đó cũng có là chú hai chú ba cái ông bảy ông mới đi qua bên nhà bà năm á mới nói chuyện với bà năm mà là một điều bà năm bà không dám nói cả nhà bà biết là dữ dằn rồi bà nghe cái vụ đuổi về là bà biết rồi thì bà mới suy nghĩ trong đầu bà ráng bà tìm làm sao để cho có cái ông thầy nào giỏi giỏi á thì lúc đó bà mới dám mời ông thầy về bà mới dám nói thì tối cái đêm mà trước cái đêm mà ông ông bảy ông qua đó là bà năm bà đã ngủ trong nhà con quỷ nó nó, nó, hiện hồn dễ đứng ở trước cửa nhà nó, nó, nó kêu ra cả nhà nhưng mà nó kêu nó giả cái giọng của bà bà hai nó kêu ra đó bà bà năm bà thương bà hai bà mới tưởng là giông hồn bà hai về bà mới đi ra thì mới vừa đi ra tới cái bàn thờ bà dòm ra ngoài á thì bà thấy con quỷ đứng bà sợ quá bà chạy vô bởi vậy là lúc này ông bảy qua hỏi thì bà cũng không có dám nói đến khoảng cái đêm thứ năm sau khi mà bà hai mắt thì bữa đó vào cái giờ ban đêm khoảng là 11 giờ mấy gần 12 giờ khuya đó cô chăm có đang ngủ trong nhà cả nhà mấy bữa nay có buồn lắm bởi vì cô ngủ không ngủ sớm được cô cũng lo không biết là bây giờ uh, chú ten ở bên đó mình vậy đó rồi có sao không rồi có nghĩ quẩn này nọ không mặc dù á uh, cô trâm cũng biết được là bà năm cũng có kêu chú hai lâu qua nhưng mà qua không có cho vô nhà đuổi chân trơn à nhưng mà cũng dồm dòm từ bên ngoài này nọ mà đến cả chú hai cũng sợ nữa đi qua coi giống như là quan sát này nọ đó biết trơn à đi ra đuổi giờ liền mà dòm vô cái ánh mắt của chú Ten là kêu bằng chú hai rồi gan cỡ nào mà cũng phải sợ chạy về nhà không biết được những điều đó, cho nên là cô Trâm có lo lắm cô ngủ không ngơi không có được đi cô nằm thiêu thiêu như vậy đó thì cổ mới nghe Trâm ơi Trâm ơi Trâm Trâm ơi cái tiếng kêu kêu liên tục luôn nha mà nghe cái giọng quen quen mà không biết là ai giọng đàn bà không phải má mình nhưng mà ủa ai không lẽ bà năm cái tự dưng cô trâm mới bước xuống và đi ra bên ngoài đi ra không thấy cô mới bước hẳn ra bên ngoài của dòm thì lúc đó bà hai nhập vô bà hai nhập vô cô trâm đó cả nhà bà hai mới đi vô trong cái buồng của ông bà bảy á mới lại là, là đập đập cái giường vậy nè dở cái mùng lên khóc tự dưng đang ngủ mà thấy con mình khóc ông bảy với bà bảy mới bật ngồi dậy thì cô trâm cô nói là giông hồn của bà hai trong cái xác cô trâm nói cả nhà anh chị Bảy ơi Tôi nè Tôi là má thằng Ten nè anh chị Bảy ơi Trời ơi hai ông bà kiểu mà đang ngủ như vậy đó Hết hồn hết vía Bác ngồi dậy hỏi kỹ lưỡng thì cuối cùng đó là dòng hồn của bà hai thật Thì từ cái lúc đó đó nha Bà hai lại không nói một tiếng gì hết Bà lại ngồi đó bà khóc Bà khóc một hồi sau á bà xuất ra Bà không nói tiếng nào chứ Cho đến khoảng Gần 4 giờ sáng á, thì bà lại tiếp tục nhập vô Mà lần này bà mới quỳ trước mặt của ông bà Bảy á. Anh chị Bảy ơi giúp tôi, giúp tôi anh chị Bảy ơi Ông bà Bảy mặc dù biết là con mình bị nhập Nhưng mà cũng biết là bà Hai nhập về là có cái vấn đề gì đó Chứ không bao giờ mà hại con mình Cho nên là cũng giữ bình tĩnh và hỏi Chị cần cái gì vậy chị uh, Hai Sao chị nhập vô cháu Mà hồi nãy giờ chị không nói Chị xuất ra rồi bây giờ chị nhập vô lại Hồi nãy tôi nói không được Tôi sợ con quỷ Bây giờ nè Tôi nói với anh chị làm ơn làm phước giúp giùm Chứ không mấy thằng Ten nó chết á Ủa sao mà thằng Ten nó chết vậy chị hai Anh chị ơi Anh chị đi theo tôi dẫn đường nè Đi theo tôi Đi liền nha Đi mời thầy chứ không mấy là tối đêm nay á Thằng Ten nó chết đó anh chị ơi à, Thì nói xong xuất ra Nhưng mà khi xuất ra rồi đó Thì bà hai bà khiến khiến cho cô, cô trâm á cổ trong đầu cổ giống như hiện lên là à, bà hay nói chuyện với cổ cổ mới nói với lại ông bà bảy như vậy nó tí má ơi tí má má chồng của con nói á là phải đi đi ghe đi ghe lên trên 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 kia kìa đi cũng hơi xa đó nhưng mà phải đi gấp mới mới kịp đi chở nó mời mời ông thầy hai phắng thì nói cái tên thầy hai phắng á đến cả bà Uh, ông bà nà bảy nè cũng không biết nữa cả nhà không biết ông Hoàng phán là ai mà mà cô Trâm nào giờ ở nhà làm gì biết thì thấy là rồi rồi tâm linh rồi cây mới nhờ người á là lấy ghe chở cả gia đình đi luôn mà đi á thì cũng không, biết cái điểm nào để mà 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 mà, mà, ngừng lại thì lạ một điều như vậy nè cô Trâm á nha cổ ngồi là không bao giờ cổ ngồi ở ngoài cổ ngồi ở dưới cái mui á cổ ngồi ở trong vậy đó giống như là bà năm bà bà hai bà bà nói trong đầu hay sao không biết mà cô Trâm là không bao giờ có ngồi ở ngoài lúc đó con không, không, có bị nhập nha chỉ ngồi trong mui thôi mà ngồi trong mui vậy đến những cái ngã rẽ của con sông thì nhập vô anh chị bảy ơi đưa bên kia bên kia đó thì chỉ đường cho đi thì cuối cùng đi cho đến khoảng là từ là bốn giờ mấy gần năm giờ sáng á, mà đi đến khoảng là 9 giờ sáng khoảng 4 tiếng đồng hồ mới tới mà chỗ đó thì cái ông thầy hai phắng này hồi trước á khi mà ông hai á còn sống á cả nhà thì có quen biết cũng có tới rồi nhưng mà lúc đó là chú tang chưa có ra chưa có ra đời nữa nhưng mà chỉ chỗ cho biết ờ à, tôi ở đó đó vậy thì sau này khi mà ông hai ông mắt hay này nọ trước khi ông mắt ông cũng nói ông nói là có dính cái gì tới cái việc mà tâm linh này nọ đó thì phải đi nhờ ông thầy hai phắng đó ông giỏi lắm thì lúc đó là mời được ông thầy hai phấn ông thầy hai phấn ông gặp ông biết liền cả nhà ông giỏi vậy đó ông nói chị hai ông xưng chị hai đàng hoàng ông nói chuyện với lại cô cô cô, cô trâm mới nghe là ông xưng chị hai đó nhập vô liệp cái ông mới nói thôi đi liền đi liền mới được chứ không có đợi lâu thì tối đêm đó ông thầy hai phấn ông về đến khoảng giờ chiều nghe cỡ 3 giờ chiều á là ông đã về tới, tới tới chỗ rồi ông mới đi qua ông coi ông đi qua ông coi ông giờ ở trong nhà ông thấy rồi ông biết rồi ông biết quỷ này nó cũng dữ lắm rồi thì ông mới đi vô ông đi vô kêu bằng là chú hai á nghe dằn giật cái nhào là bóp cổ ông á cả nhà bóp cổ ông thèm hai phắn á mà bóp đâu có được lại gần ông là là, là, nhòm 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 muốn bước muốn bóp cổ ông là ông làm một cái là ông bắt bắt ắn cái này là nhảy 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 ra không mà chứ không dám lại gần nhưng mà nó cũng dữ dằn lắm cũng bơm bơm tới nha mà bường tới là ông bắt ấn ông la lên ông đọc gì ông la lên một tiếng là gì nhảy văng ra đó à, thì cuối cùng ông đuổi ra được ông đuổi ra được rồi á, thì phải qua ngày hôm sau thì chú ten mới đỡ lại và từ từ á, mới nhớ 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 ra và ông nhớ luôn cái việc đào cái chỗ đó đó lúc này ông thầy phán mới đi ra ngoài đó dẫn đi ra ngoài đó đào lên lại đào lên rồi thì cũng vẫn còn cái hũ ở dưới đó nhưng mà lúc này thì dựa vào cái này là không có bắt được con quỷ cả nhà khó khăn đâu có nó, nó, bỏ rồi mở ra là nó thoát ra được rồi nó đâu có ở lại đó nhưng mà dẫu sao cũng nhờ vào những cái này là cũng có hài cốt của nó ít nhiều cũng giống như là kiểu mà tâm linh mà cũng mà ảnh hưởng đến đến, đến cái dòng hồn của con quỷ đó hay sao đó mà ông thầy nó có cái này đỡ rồi ông thầy hai phán ông mới đem về ông đem về rồi ông mới đem ra ở phía sau nhà của chú ten á thì đêm đó ông chỉ kêu chú ten ông bảy và chú hai con của bà năm thôi tổng cộng là có ông thầy hai phán là bốn người là đi vô trong đó ông mới nói bây giờ là gà dịch là chết hết trơn rồi mà thật sự nó lạ một điều như vậy này cả nhà cái lúc mà do mà cái ngày đầu tiên ông thầy hai phán về á vô trong nhà lo cho chú ten quá rồi ông làm bùa làm phép ông đuổi con quỷ ra mọi người cũng không có để ý nhưng mà đến khi qua ngày hôm sau rồi đi tìm đồ này nọ về rồi đó thì mọi người mới nghe được cái mùi hôi thối á tanh tuổi rồi nó phát ra từ phía sau cái chuồng gà đi ra ngoài là không con nào còn sống con thì sình con thì giống như kiểu là mới chết một ngày vậy đó à, mọi người mới đem đốt hết trơn ông thầy cũng kêu đốt hết xong rồi ông nói bây giờ gà rồi nó cúng vụ nó không được đâu đi bắt con heo bắt con heo mà con heo cỡ dạng như mười mấy ký cả nhà bắt đem về thì đương nhiên ông thầy hà phán cũng làm bùa làm bùa rồi rồi ông mới để cái hũ á ông để gần đó ông làm cúng cột con heo gần đó đó ông mới kêu là ông chú ten á ra ngoài đó ngồi ngồi đến cái giờ đó rồi đi vô chú ten cũng ra ngồi tới cái giờ mà gần 11 giờ khuya đó chú ten đi vô ngồi mình ên vậy đó ông thầy không có đi ra luôn ông thầy phán không có đi ra luôn ông nói, không có sao yên tâm hết tới chừng mà chú ten đi vô trong nhà rồi đó ổng đi ra ngoài một mình ổng đi ra ngoài một mình là ổng dặn trong nhà là ở đây không nghe không ai đi ra thì trong nhà mới nghe nghe cái tiếng theo kiểu là con heo nó kêu cả ác, ác ác ác, kêu um sùm hết trơn là cái lúc mà ông thầy phán ông đi ra được khoảng 10 phút là nghe heo kêu dữ lắm thì cuối cùng đâu khoảng chừng một tiếng đồng hồ á ông thầy phán cũng đi vô thì ông nói là ông bắt được rồi ông cũng nhốt y chang vô trong cái hũ đó ông dán bùa lên ông nói để tôi đem về tôi chôn con quỷ này nó dữ lắm không có việc nó được chỉ bắt nhốt nó như vậy thôi bởi vì hồi trước người ta mới bắt nhốt nó như vậy nè mà nó quán khí nó nặng quá nó không có thiêu thoát thì sau đó ông thầy hai phán ông cũng ở lại rồi ông cúng kiến rồi ông cho bà hai nhập vô bà hai nhập vô cả nhà nhập vô cô trâm á là nói ra nói cho tại vì chú 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 á, Ông á ổng nói là tại ổng. Cho nên là má không có chết thì bà mới nhặt về bà nói con ơi. Không có con quỷ này á thì má cũng không có sống được lâu, tại bệnh của má nó cũng sắp chết rồi. Cái đêm đó đó, buổi trưa đó má nói cho chị năm nghe. Nó không cho má nói cái suy nghĩ của má, má nói ra rồi tối đó nó bóp cổ má chết á. Chứ không có liên quan gì con hết á cái hồn của con quỷ nó bóp cổ má chứ nó không phải nhập vô con bóp cổ má đâu con đừng có sợ đừng có lo đừng có ai nái bà nói xong đừng bà cười cả nhà bà không khóc bà không khóc tiếng nào chứ bà giờ bà cười bà mới giờ ông bà bảy á bà cười chứ bà không có nói nha nhưng mà cái ý cười đó cũng ông bà bảy cũng biết là sau này là trong cậy với ông bà bảy để lo lắng cho chú chú ten cả nhà ông bà bảy mới nói chị hai yên tâm đi nó lại rễ tôi rồi mà tôi không có con trai nữa Tôi sẽ coi nó như con ruột vậy đó Chị yên tâm mà chị thanh thản ra đi nghe chị hai Cái bà hai bà cười Bà Lợi bà vuốt đầu của uh, chú Ten Xong rồi bà tự vuốt đầu của cô Trâm Rồi xong là bà xuất ra đó cả nhà thì mọi sự sau đó mới yên lành còn con heo mà ông thầy ông đem cúng á, là ông nói là sáng ra con heo nó 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 chưa có chết nha nhưng mà ông nói con heo đó là hai ngày nữa nó chết thì thiệt thấy mạnh mạnh sẵn sàng vậy đó mà hai ngày lặp cho chết cả nhà ông bà à, bảy thì đương nhiên sẽ đền bồi cái, cái phần tiền đó cho cái người chủ heo à, rồi câu chuyện đến đây là kết thúc một câu chuyện xa xưa rất là hay kể về à, một con quỷ và hơn hết là à, tình thương của một người mẹ à, dành cho một đứa con của mình còn bây giờ thì bà xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo